Minh cũng đã được bày bán rồi. Và phim sẽ các bạn đang là ba phiên bản mới nhất của năm 2021, phiên bản cao cấp màu trắng, phiên bản cá tính màu đen và phiên bản đèo xanh đông. Và nhìn chung thì tổng thể thiết kế tượng đá của chiếc xe này thì nó vẫn mang tính chất phong cách là nhỏ gọn, trẻ trung và không kén người sử dụng. Và phía trước mắt của các bạn đang là hai phiên bản cá tính của đời 21 và phiên bản Vision đời 2020. Và điều đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là mặt nạ của hai chiếc mặt chiếc xe này. Mặt nạ của 2020 là những đường khối 3 chiều rất là thon gọn. Và mặt nạ của 2021 thì nó sẽ là có thêm một cái mặt nạ logo Honda đây, rất là cần nổi bật. Và đèn xe của Honda Vision thì sẽ là tự động sáng luôn nha các bạn. Honda Vision lần đầu tiên sẽ được trang bị hệ thống đèn LED cho phiên bản cá tính và cao cấp. Cùng với đấy thì là bánh xe của hai phiên bản này sẽ là sự khác biệt. Vision 2021 thì bánh xe sẽ là bánh 16 inch sử dụng lốp không xăm, còn bánh xe của Vision 2020 thì sẽ là bánh 14 inch lốp không xăm. Và như vậy thì chiều cao yên của Vision 2021 sẽ được tăng lên là 785mm, còn Vision 2020 chỉ là 750mm thôi. Và gầm cao, máy thoáng, Honda Vision sẽ được tăng lên, chiều cao lên và sẽ xóa tan cái định kiến là chỉ có con gái mới có thể sử dụng ở Honda Vision. Một cái sự thay đổi nữa mà mình muốn nói ở đây đó chính là vị trí sàn đặt chân. Sàn đặt chân của Vision 2020 chúng ta sẽ có một cái mặt thẳng rất là bằng. Còn ở Vision 2021 chúng ta sẽ được nâng cấp lên, đó chính là sẽ có thêm một cái bình ắc quy ở phía dưới sàn đặt chân, rất giống với Honda SI và Honda S1 đã được trang bị. Một cái sự thay đổi nữa đó chính là hộc để đồ phía trước của Vision 2020. Thay vì là cái hai hốc để đồ hai phía trước thì nay chúng ta đã có một cái lệ đóng mở rất là tiện lợi. Đó, đóng ra mở lại và phía bên trong chúng ta sẽ để được những cái vật dụng nhỏ nhắn như là khẩu trang, găng tay hoặc là một chiếc điện thoại nhỏ. Mặt đồng hồ cũng là một sự khác biệt giữa hai phiên bản này. Ở phiên bản Vision 2020 thì là mặt đồng hồ dạng 3D lập thể với các thông số được bố trí một cách khoa học và hợp lý. Còn phiên bản Vision 2021 chúng ta sẽ có một mặt đồng hồ LCD tinh thể lỏng nhỏ nữa ở phía dưới. Các thông số được bố trí rất là hợp lý, đi vào trọng tâm của người nhìn và vẫn là các thông số như là đèn xi nhan, đèn báo khóa thông minh smart key và có thêm là một chế độ là chế độ eco tiết kiệm xăng thông minh, mà Honda Vision là chiếc xe đầu tiên được trang bị chế độ eco này. Và mặt đồng hồ tinh thể lỏng của Honda Vision cũng được trang bị các thông số, hai thông số chính đó chính là đèn báo thay xăng và đèn báo tổng quãng đường Toto ở đây. Và ở phía bên tay phải chúng ta vẫn có là một chế độ các động cơ tạm thời Ignition Top thường thấy, và đặc biệt hơn là chế độ bật tắt đèn của Honda Vision đã không còn nữa rồi. Chìa khóa thông minh của Honda Vision 2021 là một điểm nhấn, thiết kế nhỏ gọn hơn, độc đáo và lạ mắt hơn. Với được trang bị công nghệ là 3.0 thì Honda Vision được cải tiến rất là nhiều với trong công nghệ khóa thông minh này. Khi cho lên màu xanh thì các bạn chỉ việc là ấn vào nút khóa thông minh smart key, dí nhẹ vào và xoay lên. Như vậy là hệ thống khóa điện của Honda Vision 2021 đã được cải tiến hơn. Rất là công nghệ, đời mới và hiện đại cho một chiếc xe tay ga quốc dân. Và hộc để đồ của Honda Vision 2021 cũng là một điểm nhấn khá là thú vị. Với cái hộc để đồ rộng hơn, có thể để được rất nhiều các vật dụng cá nhân và sâu hơn. Đó. Và đặc biệt hơn thì ở phía trong cốp chúng ta sẽ có thêm một cái tổng sạc điện thoại. Như vậy là chúng ta có thể nhớ đi sạc điện thoại được rồi. Và bình xăng của Honda Vision cũng được giảm xuống là từ 5,2 lít xuống 4,8 lít. Nhưng không sao cả, với khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng với chế độ eco thì Honda Vision vẫn được đánh giá là một mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất trong các mẫu xe của Honda Việt Nam. Thiết kế phía sau của Honda Vision thì khá là thanh thoát, nó được trang bị thêm một cái tay dắt rất giống với Honda SI 2020 và đèn phanh cũng như là đèn xi nhan đều được trang bị là đèn halogen với khả năng hiển thị ánh sáng rất là sắc nét. Một điểm nhấn nữa mà mình muốn nói tới đó chính là được trang bị thêm một cái đèn soi biển số tạo nên điểm nhấn rất là khác biệt dành cho Honda Vision khi lưu thông ở trên đường. Không như những lời đồn đoán ở trên mạng, được trang bị động cơ 125cc. Honda Vision 2021 vẫn được trang bị khối động cơ là 110cc, nhưng không sao cả. Có lẽ Honda Việt Nam vẫn muốn giữ cho chiếc xe Vision 2021 này một cái mức giá tầm trung ở trên thị trường. Và với cái khối động cơ FP tiên tiến nhất, những cái khối động cơ đã làm nên thương hiệu của Honda Việt Nam trong suốt những năm qua, với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường và động cơ bền bỉ, Honda Vision vẫn xứng đáng là một chiếc xe tay ga quốc dân ở trên thị trường xe máy hiện tại. Thân xe trên hai phiên bản này thì không có nhiều sự thay đổi, vẫn là những cái đường nét bo tròn và thon gọn. Logo ở trên phiên bản 2020 thì là logo Vision màu đỏ, còn logo trên phiên bản 2021 là logo Vision màu trắng. Điểm với đó là những cái đường tem chỉ để tạo nên điểm nhấn khác biệt dành cho Honda Vision 2021. Và thông số tiết kiệm nhiên liệu của Honda Vision là 1.88/100 cây, một thông số rất là tốt cho một dòng xe tay ga. Và những cái hệ thống đèn trên Honda Vision
thì vẫn được trang bị, đó chính là đèn pha và đèn xi nhan vẫn là bóng đèn halogen. Có vẻ như là Honda Việt Nam muốn tối giảm những chi tiết này để hạ cái mức giá bán của Honda Vision xuống, giúp cho Honda Vision vẫn đánh giá là một dòng xe cũ dần đối với tất cả những con người Việt Nam. Và trong cái video vừa rồi thì mình vừa đánh giá cho các bạn về mẫu xe Honda Vision 2020 so với 2021. Vậy theo quan điểm của các bạn thấy phiên bản nào đẹp hơn? Hãy đánh giá và comment cho bọn mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.